xin kính chào toàn thể các bác nhá. Trong mặt các bác đây là cái sản phẩm vang số đến từ thương hiệu là QT Acoustic, model là SV1100. Sản phẩm này thì giá trước cũng như hiện tại đang có mức giá là 3,2 triệu các bác nhé, 3,2 triệu, và bên em bán và bao ship là tặng cho các bác là 3 dây, 2 dây midram NR này và 1 dây sub đó, cộng với 1 dây AV để các bác cắm từ điện thoại vào vang số jack cắm 3.5. thì đây là cái video em giới thiệu qua về cái sản phẩm này nhé. Và trong thời điểm hiện tại thì bên hãng đang có hỗ trợ giá, bên hãng đang có hỗ trợ giá thay vì là 3,2 triệu, bây giờ chỉ còn có là 2,950 triệu, gọi là 2,9 triệu các bác nhé, 2,9 triệu với sản phẩm là vang số QT Acoustic SV1100. Mức giá này là nhà hãng hỗ trợ này thấy là khá hợp lý, khá là vui của các bác ạ. Thì cái vang số này là nó dựa trên cái nền tảng của cái dòng họ nhà X các bác nhé, dựa trên nền tảng của dòng họ nhà X. Thiết kế thì nó tương tự như X thôi, phần mềm thì sử dụng giao diện tương tự như vậy. Nhưng cái dòng này thì là đây là một sản phẩm mới nhập khẩu chính hãng và linh kiện chất lượng rất là cao. Nó khác hoàn toàn với cái hàng phổ thông ở trên thị trường và khác hoàn toàn với cái hàng bãi đang có trên thị trường các bác nhé. Đấy. Trên đây là mình giới thiệu cho các bác xem cái sản phẩm. Đấy, về hình thức phần ngoài có 3 lỗ cắm mic, 3 volume tùy chỉnh 3 cửa mic đó, volume mic, effect và music, các nút chức năng như là mic này, mat in, echo, sub, reverb, canter và sub surround, mic, music này, system này, recan, cyber, control up down hoặc là ESC bấm giữ để thoát đó. Về cái phần mềm của cái dòng này thì nó sử dụng chung cái phần mềm của dòng X5, X6 các bác nhé. Các bác dùng này chỉ cần cài vào đúng chế độ này chơi thôi. Bên cạnh đây thì chúng ta có một cái tem bảo hành của nhà hãng này. Đó. Phía sau của sản phẩm thì chúng ta có là một cổng cắm nguồn các bác nhé, một cổng cắm nguồn, một công tắc quạt gió này, tỏa khí thoát nhiệt này, cổng giao tiếp máy tính USB 232. Hai cổng RCA tiêu chuẩn đầu vào, cửa A và cửa 1, cửa 2. Đường ra chúng ta nó có mic NR này, canter này, sub này, surround này, hai cỡ surround và hai cỡ rack out để chuyên dùng cho các bác hát livestream hoặc thu âm chuyên nghiệp thì các bác cắm vào đây. Đó. Thì trên đây là video giới thiệu qua về cái sản phẩm vang số QT Acoustic nhá. Cái này thì em có giới thiệu ghép bộ nhiều rồi. Đấy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá bây giờ này chỉ còn có là 2,9 triệu thôi, thay vì là 3,2 triệu. Và bây giờ hãng đã hỗ trợ giá là còn có 2,9 triệu. Nên các bác nào có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá rất hợp lý. Và đây là cái hàng mẫu trưng bày, thì em tiện em quay luôn. Nhưng còn nếu mà các bác đấy là sẽ có hàng mới nhé. Đấy là sẽ có hàng mới. Đó, QT Acoustic. Sau này thiết kế rất là hay nhé. Nó thiết kế có hai cái tay ở hai bên này, hai cái tay ở hai bên này, rất là tiện. Đấy, vận chuyển đi lại hay là lắp vào tủ máy nhìn trông nó sang, nó toát lên một cái vẻ gì đấy, trông nó rất là chuyên nghiệp. Mặc dù nó rất là phổ thông thôi nhưng nhìn trông nó có vẻ khá là đẹp và khá là chuyên nghiệp. Đó. Ok, thì trên đây video giới thiệu qua về cái sản phẩm các bác nhé. Các bác nào quan tâm thì hẹn trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.